cái đấy. Chút dẫn lấy. Đâu ghê chưa, ghê chưa. Đâu. Xe hả? Gì luôn hả? Mấy chục người luôn. Chú gì? Đang quay. Chú quái tới luôn rồi. Đợi chờ trong giây lát. Mua gọi rồi. Tôi là quay phim là anh Khang nè, lái xe xăm tắm chết luôn á. Thấy không, đã nói gạch giá mà xăm tắm ít ngọt. Mới ngâm nước mấy bữa rồi anh ơi. Đồ mua gì quá trời hàng sáu luôn nghe mọi người ơi. Kết thúc nha mọi người, chào sáu mấy người đang xem.